Ok và hai chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình và mình là Thiện Black đây, và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game. Đó chính là Dream Girlfriend, ước mơ bạn gái. Và nói chung là đâu mà không làm những cái clip, nói chung là face cam kiểu như thế này. Và và hôm nay ta sẽ cùng với Thiện bánh bẹo đi cô gái. Ok, đang tải và mình đã cập nhật game này rồi. Ok, dọn regular online version. Ok, tutorial bước 1, hãy chọn name, hãy chọn tên của bạn và bạn gái của bạn. Học cách cơ bản. Ok, và how to chơi nhé. Trên thay đổi tên của bạn gái bạn, thay đổi tên nickname của bạn gái của bạn. Bước 4, chơi và truyền xin Saga. Ok, bắt đầu hướng dẫn. Play. Oh, what's up? Are you kidding me? I can't believe you broke my cell phone. Cái gì? Bạn đang giỡn tớ ạ. Tớ không thể tin là tớ đã làm hỏng cái điện thoại của mình. Tại sao ở đó có một cái puddle là cái đéo gì nhỉ? What the fucking English? My fucking English is very fucking bad. It hasn't rained in 4 days. It's the only water around. Mà để mắt kiến mà ngày thế này mở mắt vào lời. Một cái một chồng nữa các bạn không cảm đi ha. I look at anime going. I don't want to keep my friends waiting too long. A few hours later. Tôi không thể tin được họ đã không sửa cái đó. Tôi nghĩ excuse to get a new one. What do they call this again? Smartphone. This one supposed to have all kinds of special features. Really top of lies. I don't fucking understand what the fuck is going on, okay? Okay. I don't fucking understand now. Ok, mình đang dần không hiểu cái đéo gì xảy ra luôn. Ok. Saki. Ê. Back. Ôi xôi. Wait. Đợi. Oh, let me jump. What is it?
Saki thì cơ bản đây là cái điện thoại, là một cái điện thoại quyền thoại cái gì quyền thoại bạn đang nói cái gì hả? Chia kill thoại của mình có bây giờ thương thật được cái lột ước mơ bạn gái application cái ứng dụng được this cell phone only accessible by this one hell cái điện thoại này chỉ được accessible chấp nhận bởi một người anh hùng duy nhất tôi khuyên em khuyên anh nên sử dụng nó bắt đầu với nó this said that only who receive a cell phone of legend receive untold happiness with it các bạn không hiểu thì các bạn xài Google dịch đi chứ mình hiểu mình đéo hết đéo biết cách giải hết mình thấy đéo nào luôn mà tục đúng là cái này và cậu sẽ gặp được người à dream là người bạn gái trong mơ à người bạn gái ước người bạn gái trong mơ của bạn à, hiểu rồi cái gì cái may quá hai bác đang bị điếu nên mình phải nhanh lên. Oh Saki, what the fuck my what? Do. What are you doing there? You had a phone, so I brought you home. Bạn ơi đã xỉu, tôi đã đưa bạn, em đã đưa anh về nhà. Had a phone way. You, tôi bị ngã. Mà khoan, anh bị ngã. Mà khoan em đang em nói em sẽ em nói anh sẽ được em anh sẽ gặp được người con gái trong mơ của anh cô nói cô ấy ở đâu mày hiểu cậu đã mở được người có trong mơ và điện thoại của bạn vừa cháy đèn. Your last consist, you got a girlfriend. What the fuck? Và thế là cô ấy đã đến từ cái điện thoại hả? Well, đéo. Make no sense at all. That's on. Okay. Đó đéo có nghĩa gì hết. Đây là sự thật. Cái sự thật đi là sự thật duy nhất nó có thể đã xảy ra nghe không giống cô ấy đang nói dối và sau em biết đây là người con gái của mình của anh cô ấy là cô bạn gái được sinh ra trong một quyền thoại bạn gái trong mơ ứng dụng bạn gái trong mơ à, mình mới vô mình được quen với quyền thoại rồi thật là vi diệu it is written that you should take care of her cái gì take care of her I don't eat tiếng chuông who could that be có thể là ai đây Why? What the fuck is cái lộn gì đấy? Mày đang chơi tao phỏng. Xin chào. Wow, Momo. How could this happen to me? You see Momo, my girlfriend. What the fuck?
You would step from the cell phone. Stop. It is something. Exactly. You know too much already, okay? Tụi bắt mình bắt đầu không hiểu cái đế gì đang xảy ra rồi. Một vài phút sau. Cái lò gì thế? Ok, mình sẽ tạm dừng tại đây chút xíu và mình sẽ quay trở lại sau một ít phút, ok? Ok, mình đã quay trở lại vào đây và do một số kỹ thuật của mình phải dừng tạm một chút xíu. Ok, tiếp tục với trên trên đi kiếm bạn gái cùng thiền bình lắc. Ok, mình nói thật là mình đang đéo biết gì nghe xảy ra. Mình thật không minh cứ em nghĩ. Thấy thế nào bây giờ mình như là mình đang có một cái dàn harem như thế cái lùng. Ok, bây giờ mình sẽ phải set up con nhỏ gần gái của mình. Như là mình sẽ điền tên tuổi các kiểu con đại điểu kìa, ok. Ok, good, ok, ta sẽ chọn cực kỳ kỹ lưỡng. Player setting, tên mình hả? Tên mình thì Black. Sao mình trên ngày sinh của mình là ngày 27 tháng 11. Đừng có quan tâm. Confirm. Ok. Ồ, chồng bạn gái. Ồ, giống Momo hết. À, Momo là da trắng đúng không? Đập. Ồ, cái resort là Loli rồi. Để đi. Để mình sẽ thử giọng anh. Ok. Next. Và mình sẽ tên là Momo gì ầm tên gì không giống như Vega nhỉ. Momo chan đi, ok. Momo chan. Confirm. Nas. Wait the fuck I. What did I do? Oh. Momo chan chắc chắn cái tên rồi nhưng mà mình cứ để mẹ. You look like. Oh, mình có bạn gái nè. Woohoo. Bắt đầu series thiện bánh bèo đi chơi gái, ok. To the amount of time we work then stop the time work.
Nomina ở Okestavo. Quê chạm không ô bì rồi đi ngủ đi mày, đi ngủ đi rồi tao sẽ nợ mày. Ok quét hồi nào. Oh my god, mình có thể xem nó ngủ luôn à. Is it time to wake up early? Yep. Yep, mày phải dậy. Dậy. Wake up. Đi học. Cảm giác như bây giờ mình phải BR game này. Game này như là mình cảm giác như là game này như là nuôi thú vậy. Đó, bây giờ mình có thay đổi nickname. Nickname hả? À, mình nói thật nhau mà tóc ngắn thì giống Momo VL. Nickname mày muốn dạy mình kêu mình tên gì à? Mình cứ gọi là thì nó 69 đi. Ok vì sao đây là I don't understand what the Khoan. Chơi lúc là ô đồ mới. Ô ta có thấy hai đồ chứ nó à. Mirror moment. Wait up. Tôi có thể quay sao? Ok. Skip đi. Yeah, ok. Tụi mình sẽ biết cần gì xảy ra rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn thấy hay và ủng hộ series này, thế với thì để mình một like thôi. Hai like sẽ làm chút series này. Yêu cầu khá đơn giản như không như các bạn YouTuber khác đâu. Rồi từ từ khoan. Và ok, và see you. Bạn nhỏ tiếng là coi. Ok, nói chung là game này như là game nuôi thú vậy đó, nhưng mà khác với thú là mình kỳ này mình sẽ nuôi con bạn gái mình. Ok vậy đi. Bây giờ cũng 8:40 rồi, mình phải đi edit video nữa. Ok, see you in the next video. Thiện bánh bèo.
Ok. Bye bye. Bye bye. Okay.